Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho tất cả mọi người xem về hệ thống tưới của hợp tác xã công nghệ cao Nông Thịnh. Đây là mô hình trồng dưa khép kín, nhà lưới theo hướng công nghệ cao của hợp tác xã bên mình. Hôm nay chủ đề video ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn là hệ thống tưới. Như các bạn đang xem ở đây, hệ thống tưới bên mình là sẽ chia ra theo từng hàng, từng luống. Đây là cái đường ống dẫn tới từng hàng để thực hiện là cung cấp nước, và nước sẽ chia ra theo từng nhánh. Ở đây là van khóa, và ở đây là bên mình sẽ chia ra theo từng nhánh. Từng nhánh này là nó sẽ có từng cái kim. Ở đây là cái kim là vừa cung cấp nước vừa cung cấp phân. Ở đây bên mình là trồng theo phương thức là hướng công nghệ cao. Đây là cái giá thể. Giá thể này chủ yếu được làm bằng sơ dừa, và sơ dừa thì không có chất dinh dưỡng, và chất dinh dưỡng thì sẽ được cung cấp qua hệ thống tưới. Và cái kim này sẽ mang đến cho dưa ở đây là chất dinh dưỡng. Ở đây là bên mình sẽ kết nối đường ống tổng. Đường ống tổng là nó sẽ, bên mình sẽ chôn dọc theo cái lối bê tông này. Đây là dưa lưới bên mình trồng các bạn nhé. Dưa lưới trồng siêu sạch. Và hệ thống tưới là bên mình sẽ chia ra từng ngăn như thế này. Và ở dưới này sẽ có một ống tổng. Hôm trước bên mình đã trồng và đã thu hoạch dưa lưới rồi. Ở đây là trà thứ hai, và bên kia là dưa leo. Các bạn thấy ở đây là các giá thể bên mình sắp xếp theo từng hàng, từng luống, và chia các ống vòi chia ra theo từng nhánh. Các bạn thấy bên mình phân từng hàng, và bên mình đã, hôm trước ở đây là bên mình đã trồng rồi, là đang còn tiến hành là khai phá đê bể để trồng lúa mới. Mình sẽ đi vào bên tổng nguồn để cho tất cả các bạn hiểu rõ hơn. Đây, ở dưới này là cái nối đường ống ở dưới này các bạn nhé. Đây, sau đó mình chia ra theo từng nhánh, và bên trong này đấy là giá thể các bạn ạ. Rồi đây là đường ống nguồn chính các bạn này. Đường ống nguồn chính. Sau đó đây là các khóa. Đây là đồng hồ áp lực. Rồi là các khóa van. Ở đây là mình sẽ chia phối hợp. Các bạn thấy ở đây là bao gồm các bể 1, bể 2, bể 3 và bể 4 là dùng để mình bón phân, bón chất dinh dưỡng vào đây. Đây là các phân, các chất dinh dưỡng của bên mình đây. Khi mình bỏ vào đây thì mình sẽ bỏ vào trong này và lấy cái này quấy đều. Sau đó mình sẽ xả nước vào và bắt đầu là cắm máy bơm. Và sau đó là mình xả đều vào ở trong này. Đấy. Ở đây là có 4 ống, tương đương là 4 bể. 4 cái bể này. Đấy, các bạn thấy. 4 ống này tương đương với 4 bể. Và có một cái máy bơm ở đây. Đây, cái máy bơm này sẽ bơm, và nó sẽ kết nối vào các đường ống dẫn chính. Đấy. Và cuối cùng nó sẽ đi ra theo ở đây. Đi ra theo đây. Và đến ở đây là hai cái đường ống mà dẫn nước và dẫn phân. Sau đó ra nó sẽ trộn đều với nhau. Nó sẽ phân chia ra ngoài kia. Đấy, các bạn đang thấy là hợp tác xã bên mình là trồng theo hướng công nghệ cao. Ra ngoài này thì đây là có một cái bình tân á rất là lớn để chứa nước. Cứ một tiếng là sẽ cung cấp được là ít nhất là 4 khối.
Và cái giếng này thì chứa rất nhiều nước để hút lên. Hút lên ở đây là chứa sau đó là cung cấp cho máy bơm ở trong kia hút đường ống dần vào trong kia. Đấy. Đây là hệ thống tưới theo hướng công nghệ cao của Hợp tác xã Công nghệ cao Nông Thịnh. Đây, Hợp tác xã Công nghệ cao Nông Thịnh, nhà sản xuất. À, hôm nay đó là cái quạt auto bật để quạt những cái khí độc cũng như là côn trùng vào. Ví dụ như mình bước vào mang theo trứng côn trùng hoặc là mang theo một số sâu bọ gì đó thì nó sẽ quạt ra. Hệ thống tưới bốn cái thùng, bốn cái phi, và sau đó mình sẽ bỏ phân vào trộn đều và sau đó nó sẽ kết nối ra ngoài này. Vào trong này là thêm một cái cửa nữa. Đấy, các bạn thấy đấy. Sau đó nó kết nối đến đây là nó sẽ trộn đều và nó sẽ ra một cái đường ống. Đường ống này nó sẽ chia ra theo từng nhánh, từng cái kim. Đấy, trồng theo hướng công nghệ cao nhá các bạn nhá. Cây sơ dừa này là không có chất dinh dưỡng gì đâu nhá. Cây sơ dừa này chẳng qua là để cho bộ rễ nó phát triển thôi các bạn nhá. Còn chất dinh dưỡng là mình cung cấp qua hệ thống tưới. Vừa rồi là mình đã review cho tất cả các bạn là xem về hệ thống tưới của Hợp tác xã Công nghệ cao Nông Thịnh. Các bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết và có thể là các bạn muốn lắp đặt hệ thống tưới này thì các bạn có thể là bình luận dưới video hoặc là liên hệ theo số điện thoại là sẽ có nhân viên bên mình là tư vấn cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.